Rồi, xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta đi qua phần thứ tư về năng lượng của liên kết cộng hóa trị. Rồi, chúng ta nghiên cứu năng lượng liên kết hóa học là gì? Thì các em lưu ý thế này là chúng ta có cái năng lượng liên kết hóa học thì người ta ký hiệu là chữ EB, có nghĩa là cái energy bond. Thì đây chính là gọi là năng lượng liên kết của hóa học. Thì các em đã biết rồi, trong cuộc sống của mình, ví dụ mình sống sinh hoạt hàng ngày thì đều cần có năng lượng, chúng ta bắt buộc chúng ta phải ăn. Thì cái năng lượng để cho cái cơ thể này hoạt động thì chúng ta phải cấp năng lượng, có nghĩa là năng lượng nó là dương đó, phải cấp năng lượng vào thì cơ thể này nó mới hoạt động được. Rồi ví dụ như chúng ta cần một cái lực hay gọi là một cái năng lượng lớn để chúng ta bẻ cái thanh sắt thì đây cũng là một dạng năng lượng dương đó. Nếu chúng ta năng lượng chúng ta âm thì chúng ta không thể bẻ cái thanh sắt này được đó. Rồi ví dụ chúng ta bứt cái sợi chỉ ra, muốn bứt đứt sợi chỉ này phải cần một cái năng lượng nó vượt qua cái độ liên kết ở trong cái sợi chỉ này, chúng ta cũng phải cần cái năng lượng để bứt cái sợi chỉ này ra. Như vậy cái năng lượng liên kết này thì chúng ta gọi là năng lượng liên kết dương chứ không thể là âm được đó. Nên giải thích vì sao cái năng lượng liên kết là dương thì chúng ta thấy là để bứt một cái liên kết ra thì cần một cái lực, một cái nguồn năng lượng đủ lớn để chúng ta bứt đứt cái liên kết này ra. Thì ví dụ như trong hóa học thì chúng ta thấy ở đây, ví dụ như phân tử H2 thì các em cũng muốn bứt được cái liên kết này ra thì chúng ta cũng cần một cái cấp một cái năng lượng nào đó, đó để cho nó cắt đứt cái liên kết này ra, giống như cái sợi chỉ này. Thì đây chính là liên kết hóa học. Thì thực tế ra cái liên kết hóa học thì nó giống như một cái cầu nối đầu này với đầu kia để chúng ta bứt ra đó. Như vậy đây chính là năng lượng liên kết hóa học. Như vậy muốn cắt đứt cái liên kết để giải phóng từ một phân tử thành tất cả các nguyên tử thì chúng ta phải cần một cái dạng năng lượng. Thì đối với cái hydrogen này thì chúng ta cần một cái năng lượng lớn, đó là 432 kJ trên mol. Tương tự cho tất cả các phân tử khác, ví dụ như cái oxygen thì chúng ta thấy cái liên kết đôi này, chúng ta cần một cái năng lượng đó là 498 kJ trên mol để phá vỡ được cái liên kết đôi này. À, giống như sợi chỉ bên trên nhé, chúng ta cắt đứt cái sợi chỉ ra chúng ta cần một cái năng lượng nào đó, nó phải dương đó. Nhớ cái EB là energy bond, có nghĩa là năng lượng liên kết hóa học là phải dương. Là chúng ta năng lượng của cơ thể hoạt động nó cũng dương, để chúng ta ăn uống hàng ngày thì nó mới có được cái năng lượng, mới có được cái calo để chúng ta hoạt động. Rồi ví dụ như phân tử nitrogen thì chúng ta muốn phá vỡ liên kết ba này ra thì chúng ta cũng cần một cái dạng năng lượng để bứt cái liên kết ba này ra, chuyển cái hai cái phân tử N2 này nó về hai nguyên tử nitrogen đó. Như vậy cái năng lượng để phá vỡ liên kết ba này thì em thấy nó là lớn hơn rất nhiều đó, đó là 945 kJ trên mol. Như vậy là chúng ta thấy là năng lượng dành cho liên kết đơn thì nó sẽ bé hơn cái liên kết đôi và nó bé hơn cái liên kết ba. Như vậy thì chúng ta thấy là năng lượng của một liên kết hóa học là năng lượng cần thiết để phá vỡ một mol liên kết đó ở thể khí, tạo thành nguyên tử. Như vậy là chúng ta cần một cái năng lượng mà phá vỡ một liên kết, như vậy chúng ta phải dùng một cái năng lượng phá vỡ một mol, có nghĩa là chúng ta kính trên kilojoule trên một mol thì phá vỡ hết tất cả các
liên kết trong đó thành các nguyên tử ở thể khí. Đó. Như vậy giá trị của năng lượng thì chúng ta được đo bằng thước đo có độ bền liên kết. Đó. Như mới nãy chúng ta nói rồi đó, năng lượng liên kết càng lớn thì độ bền càng lớn. Có nghĩa là cái liên kết 3 này năng lượng lớn thì chúng ta thấy cái độ bền của nitrogen nó lớn hơn rất nhiều so với cái hydrogen và cái oxygen. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ nhất, năng lượng liên kết của hydrogen halide được liệt kê trong bảng sau. Hiện nay chúng ta có HF, HCl, HB, HI. Thì các em thấy cái năng lượng liên kết nó càng ngày nó càng giảm xuống, 565, 427, 363 và 295. Thứ tự tăng dần độ bền liên kết trong phân tử. Thì chúng ta mới nãy chúng ta đã học cái định nghĩa rồi. Các em thấy là giá trị của năng lượng càng lớn thì độ bền của liên kết nó càng lớn. Có nghĩa là ở đây các em thấy là cái độ bền liên kết của HF này nè, nó bự nhất, sau đó là cuối cùng là cái HI. Đó, như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là A. HF nó bền hơn, độ bền liên kết hơn HCl, bền hơn HBr và bền hơn HI. Như vậy chúng ta chọn đáp án là A. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ hai, tổng năng lượng liên kết của phân tử CH4 là 1660 kJ trên mol. Biết CH4 chúng ta sẽ phân hủy nó ra được là 1C cộng cho 4H. Hãy tính năng lượng liên kết trung bình của một liên kết CH. Rồi như vậy chúng ta thấy đây chính là phân tử của methane. Thì lúc này chúng ta có bốn cái liên kết hóa học thế này. Đó, như vậy cái năng lượng liên kết là gì? Năng lượng liên kết là tổng năng lượng dùng để cấp, để phá vỡ bốn cái liên kết này ở dạng chuyển về ở dạng thay khí. Đó, như vậy chúng ta cắt đứt bốn liên kết này. Bốn liên kết này có cái độ bền liên kết là năng lượng liên kết là gần như nhau, cho nên người ta tính giá trị trung bình như sau. Như vậy E, năng lượng E, energy bond này của C và H là tính giá trị trung bình. Thì chúng ta sẽ bằng 1660 chia 4. Đó, 4 liên kết này xem như gần giống nhau. Thì chúng ta ra được là 415 kJ trên mol. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ ba. Thì biết phân tử CHB, CO, CO, CHB. Đây chính là cái aceton. Thì đây công thức cấu tạo của nó là đây. Đây chính là công thức cấu tạo của aceton. Từ số liệu của bảng 12.2 tính năng lượng liên kết tham gia phản đốt cháy theo cái bảng số liệu dưới đây. Đây chính là cái bảng 12.2. Rồi chúng ta hãy lưu ý chỗ này. Năng lượng liên kết của các chất tham gia thì nó chính bằng tổng năng lượng mà chúng ta dùng để phá vỡ mọi liên kết trong cái hai cái phân tử này thành các nguyên tử tự do. Đó, như vậy chúng ta thấy xem đây. Đối với phân tử aceton này thì chúng ta thấy nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái liên kết. Như vậy là trong cái 8 liên kết này chúng ta phải dùng cái năng lượng để phá vỡ tất cả 8 liên kết này ra. Đó. Bên đây cũng vậy, cái oxygen chúng ta cũng cần một cái năng lượng để phá vỡ 4 cái phân tử oxygen này. Như vậy chúng ta tính tổng năng lượng liên kết như sau. Thì các em có là E bond, có nghĩa là năng lượng của liên kết hóa học của chất tham gia. Thì nó bằng tổng cái năng lượng liên kết CC giữa C và C. Thì em thấy ở đây giữa C và C chúng ta có hai cái liên kết CC, ở hai cái liên kết đơn này. Như vậy chúng ta nhân cho hai lên. Thì E liên kết đề bài đó cho CC đầy 346, chúng ta ráp lên đây. Những cái sách số liệu của cái này nó khác nhau nha. Nhưng mà chúng ta có số liệu chúng ta dùng được rồi. Mỗi sách khác nhau, không sao cả. Cái này là nếu mà đề cho người ta nên kèm theo cái này là tốt hơn. Rồi
Rồi cái CH thì em đếm ở đây. Ở đây chúng ta có 1CH, 2CH, 3CH, 4CH, 5CH, 6CH. Như vậy nó 6 lần cái năng lượng phá vỡ của 6 6 cái liên kết CH này. Nhân cho 418 là đây. CH này là 418. Và năng lượng liên kết của CO ở đây chúng ta chỉ có 1 thôi, cho nên nó là 732 luôn. Đó. Còn lại là năng lượng liên kết của oxy dần. À, chúng ta có là oxy dần ở đây là 4 phân tử, cho nên chúng ta dùng số 4 để phía trước. Nhân cho CO thì các em thấy oxy ha, 494. Chúng ta ráp số vào chúng ta được tổng năng lượng các chất tham gia là 5908 kJ trên mol. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em và các bài tiếp theo.